Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Lời đầu tiên, Sunny xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ và theo dõi kênh Tung Tăng Khám Phá trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, Sunny xin chia sẻ với các bạn một số lưu ý cũng như một số vấn đề để chúng ta tránh bị một số đối tượng lừa đảo khi chúng ta đi du lịch Mũi Né Phan Thiết các bạn nhé. Vấn đề đầu tiên là khi chúng ta tiến hành đặt phòng tại các cơ sở lưu trú resort tại Mũi Né. Như các bạn đã biết, hiện nay đang là dịp du lịch cao điểm, nhất là những ngày cuối tuần, quý phòng, căn hộ, biệt thự, khách sạn thường luôn trong tình trạng kín phòng, nên du khách không có nhiều lựa chọn. Chính vì vậy, những đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình này để lừa du khách khi đi du lịch. Cụ thể là một số kẻ xấu đã làm giả Facebook của một số cơ sở nghỉ dưỡng ở Mũi Né để thu tiền bất chính, khiến nhiều du khách bị lừa. Như các bạn đã biết, các cơ sở lưu trú resort tại Mũi Né, ngoài các kênh bán phòng trực tuyến như trên Agoda, trên Booking, hoặc là trên liên kết với các đại lý du lịch uy tín như là MyTour, EVVOO, v.v. Thì các cơ sở nghỉ dưỡng trên địa bàn cũng có tạo lập thêm các kênh mạng như là xã hội như là trên Facebook để quảng bá thương hiệu cũng như cho nhiều người biết đăng ký lưu trú. Thì tuy nhiên gần đây kẻ xấu đã lập các trang Facebook và tương tự các trang Facebook của các cơ sở lưu trú resort về cả nội dung lẫn hình ảnh. Và điều này đã khiến cho nhiều du khách có nhu cầu đặt phòng tại các cơ sở lưu trú đã vào các trang Facebook mạo danh này, đã tiến hành đặt phòng tại những cơ sở lưu trú qua những trang Facebook giả mạo này và đã tiến hành chuyển tiền đặt cọc cho các đối tượng lừa đảo mà hoàn toàn thì không biết mình đã bị lừa. Bởi những đối tượng này thì tư vấn rất là ngọt ngào với chi phí thì chuyến đi thì rẻ hơn ở những cái cơ sở thực tế. Và khi đồng ý thì giá phòng bao gồm ăn uống, chúng yêu cầu thanh toán trước 50%, nhưng sau khi thanh toán liên hệ lại thì chúng chặn Facebook. Và khi khách du lịch đến nơi nhận phòng thì bị các cơ sở du lịch từ chối vì không nhận được bất cứ thông tin nào từ khách. Thì đó mới biết là mình đã bị lừa các bạn ạ. Cho nên ở đây mình khuyến cáo với các bạn có đi du lịch Mũi Né Phan Thiết, thì khi chúng ta tiến hành đặt phòng thì chúng ta hãy vào những website, những kênh bán phòng trực tuyến uy tín để chúng ta đặt phòng tại các cơ sở nghỉ dưỡng các bạn nhé. Vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn, khi chúng ta có đi ăn uống tại các cơ sở quán xá thì chúng ta nên lưu ý về cái menu cũng như là cái bảng giá từng loại thức ăn, thức uống khi chúng ta gọi thức ăn, thức uống đó để tránh tình trạng khi chúng ta đã ăn uống xong xuôi, khi gọi bill tính tiền lên thì khi tính tiền thì chúng ta không hài lòng với cái giá về cái thức ăn nước uống đó thì sẽ rất là không hay. Tại vì đã từng xảy ra những cái trường hợp những đoàn khách du lịch vào các quán ăn, khi ăn uống xong thì tính tiền thì lại không hài lòng với cái giá về thức ăn đồ uống đó, thì xảy ra mâu thuẫn cũng như là lên mạng Facebook cũng như các trang mạng xã hội tố những quán ăn này quán ăn kia thì thực sự là không hay. Rồi các cơ quan chức năng thì phải vào cuộc xác minh như thế nào. Nên mình khuyên các bạn khi chúng ta chọn các dịch vụ ăn uống thì chúng ta nên chọn các quán, các nhà hàng có menu cũng như là giá cả rõ ràng. Hoặc là chúng ta phải hỏi trước về cái giá cả trước khi chúng ta ăn uống để khỏi xảy ra các mâu thuẫn các bạn nhé. Vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là về vấn đề mua hải sản ở các chợ làng chài Mũi Né. Thì chúng ta nên chọn các cửa hàng, các chợ truyền thống uy tín để chúng ta mua hải sản về làm quà các bạn nhé. Tránh trường hợp chúng ta mua trôi nổi bên ngoài thì sẽ có rất nhiều trường hợp là về vấn đề là cân thiếu cháo hàng,
Rồi khi khách hàng phát hiện ra khiếu nại thì bị những người bán dùng những lời lẽ là không hay, giống như là chửi bới. Nên mình khuyên các bạn khi chúng ta có đi du lịch ở Mũi Né Phan Thiết thì chúng ta có ghé mua hải sản về làm quà, thì chúng ta ghé các cơ sở bán hàng uy tín cũng như các chợ truyền thống chúng ta mua. Hoặc là chúng ta có thể mua bên ngoài, nhưng mà chỗ đó thì là những chỗ chúng ta đã từng mua, chúng ta quen biết, cũng như chúng ta đã có kinh nghiệm mua và chọn hải sản các bạn nhé. Trên đây là những chia sẻ về những lưu ý khi chúng ta đi du lịch Mũi Né Phan Thiết các bạn nhé. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé.